sáu cánh rất đẹp. Lúc này em đã vệ sinh sạch sẽ từ trong tới ngoài nha. Ai muốn biết chính xác thì qua Facebook Điện Lạnh Đồ Nam các em mà coi cụ thể hơn. Tại Zalo giới hạn không đăng nhiều video. Đây nút điều chỉnh nhiệt độ nè. Tôi đang chạy mức số 5 làm lạnh tối đa nè. Đó, nhiều chế độ. Sử dụng công nghệ trợ lực nha. Đây, công nghệ trợ lực. Nhấn nút cửa tự động mở ra. Đó. Thích hợp cho người già, người tàn tật, tàn phế, đặc biệt là những người làm biếng. Đựng đồ đã luôn. Rất là rộng. Thông số cái đực của tủ nè. 115 lít nè. Nặng 94 kg nè. Sử dụng điện 100V ha. Điện cái gì làm đá gơi nè. Bỏ nước vô đây, đá gơi vô đây. Đó. Cái này ăn đông nè. Cái này ăn mát nha anh chị. Rộng à. Đó, đông luôn. Rất là rộng. Cái này ăn đông. Nấu canh rất đẹp. Đang báo lỗi là tít nè. Mình mở cửa ra lâu quá không đóng vô là báo lỗi liền. Đó. Đó, mình đóng vô đè mấy nút này lại nè là hết báo lỗi. Nó hay là hay chỗ đó đó. Ở đây còn cái nút nữa nè. Mình kéo ra mình quên đóng cửa là tự động nó sẽ báo lỗi. Còn tủ này mở cửa ra để khoảng 1 tiếng thậm chí 1 ngày nó vẫn chạy được bình thường. Nó không có chức năng đó. Cái đặc biệt là công nghệ DSB, cái điện trợ lực. Nhân làm đá gơi rất là tiện lợi luôn. Đây có cục biến mới chạy được nha anh chị. Xài điện 100V nè. Nếu mình ghim vô điện 220 trực tiếp vô 220 là nó sẽ nổ.